Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại Thiền đường Lục Tĩnh, chùa Pháp Vân Sâm Thường trong khóa tu mùa xuân, học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Chiếc Lưới Ái Ân mà dịch ra tiếng Anh để là The Net of Love thì nó hấp dẫn hơn là The Net of Attachment. Tại vì cái chữ love đó có nhiều người hiểu ý khác nhau. Sáng hôm nay khi đi thiền hành thì thầy thấy là trái đất của mình, hành tinh của mình là một cái gì rất là hiếm ở trong vũ trụ. Trong cái khoảng không gian bao la mà có được một cái sự biểu hiện như là trái đất là một cái sự hiếm có lắm. Các nhà thiên văn học đã dùng viễn vọng kính để mà quan sát vũ trụ và chưa tìm ra được một chỗ nào giống như là cái hành tinh của mình hết. Trong kinh có nói những cái cõi đất khác, chắc chắn là nó có, nhưng mà chắc là xa lắm. Nhưng mà cho tới bây giờ thì các nhà thiên văn học chưa có tìm ra được một cái hành tinh nào giống như là hành tinh của mình. Thành ra sự sống trên trái đất là rất là quý. Nghe nói là trên mặt trăng nó có nước đá, nhưng mà cũng có sự sống. Giả dụ mai mốt mà người ta báo cáo là trên mặt trăng có cỏ mọc thì cái điều này, cái tin đồng trời cỏ mọc trên mặt trăng là chuyện rất là lạ. Nếu cỏ mọc được trên mặt trăng thì sẽ có những cái hãng bất động sản tìm cách bán đất ở trên mặt trăng, xây cất ở trên mặt trăng. Điều này chắc chưa xảy ra. Và khoa học làm thế nào để giúp cho mặt trăng có được dưỡng khí, đem lên trên đó cái gì để nó có thể mở đầu cái chuyện chế tác dưỡng khí ở trên đó. Sáng nay thầy nói với xem pháp thể, trái đất của mình là một cái mầu nhiệm. Mà khi mình đi thiền hành trên trái đất giống như là mình tiêu thụ trái đất. The earth is something we consume. Mỗi bức tranh của mình là thưởng thức, là tiếp xúc với đất. Và nếu mình có chánh niệm thì mỗi bức tranh như vậy nó đem lại hạnh phúc, đem lại sự trị liệu, đem lại sự nuôi dưỡng. Hôm trước tại cái năm vừa rồi tại Sâm Mới thì thầy đi thiền hành với là cái câu, cái bài kệ mỗi bước chân là phép lạ. Mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là thánh thời. Mình là người hành giả, mình phải có khả năng đi như vậy. Nếu mình
có năng lượng của chánh niệm ở trong cái bàn chân, và mình ý thức được sự tiếp xúc của bàn chân mình với trái đất, thì mình có sự thích thú trong khi bước đi. Và mỗi bước chân như vậy là một phép lạ. Như là Tổ Lâm Tế nói, mỗi bước chân là thần thông, địa hành thần thông. Thì mình có thể làm phép thần thông bằng hai chân của mình. Ai nói rằng mình không có làm phép thần thông được? Tổ Lâm Tế nói tất cả chúng ta đều có thể thi thố những phép thần thông. Và cái phép đầu tiên mà mình làm là đi trên mặt đất. Phép là đi trên mặt đất. Mỗi bước chân là phép là. Ai cũng làm được. Mỗi bức tranh là thánh thai, buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, buông bỏ những dự án lo lắng, thì mỗi bức tranh nó có thánh thai. Và thánh thai tức là nó có sự buông thư, mà chỉ cần bước một bước thôi là có thể có thánh thai. Mà cái thánh thai đó nó đưa lại cái sự trị liệu, cái sự chuyển hóa. Thế nên mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là thánh thơi, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là nuôi dưỡng và hạnh phúc. Nó ai cũng có thể đi như vậy, và bước chân nào nó cũng có giá trị, có cái công năng của sự nuôi dưỡng, của sự trị liệu. Và mình tiêu thụ bao nhiêu cũng không hết. Và mình càng đi như vậy thì trái đất sẽ càng xanh. Nó nuôi dưỡng mình và nó nuôi dưỡng trái đất. Hôm nay chúng ta học bài kệ thứ 20 và 21. Tự quấn lấy mình trong chiếc lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc dù ái dục, là tự trói mình trong vòng hệ lụy, như con cá tự chui vào trong một chiếc nơm, bị cái già và cái chết bắt theo, và luống cuộn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm bố mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái, thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại nữa. Cái tên của kinh chiếc lưới ái ân là lấy từ cái bài kinh này. Chữ võng là cái lưới internet. Cái chữ ái tức là ái ân. Ở một bài kệ khác chúng ta thấy chữ ái ân nó đi đôi với nhau, đó là bài kệ thứ 18. Bài kệ thứ 18 có chữ ân ái. Thành ra cái tên kinh lấy từ mấy cái bài này. Và mình có thể nói rằng là kinh này gọi là kinh ái võng. Ái võng. Ái võng kinh.
kinh Chiếc Lưỡi hay là The Net of Love Sutra. Mình có thể làm một cuốn sách với cái tên này, The Net of Love Sutra. Trong đó có bản dịch, có những lời giải thích, chú giải. Và có thể là mỗi chúng ta nên đóng góp một bài về cái kinh nghiệm của mình. Những người xuất sĩ và những người cư sĩ, mỗi người viết một cái chứng từ về kinh nghiệm của mình, về ái ân. Viết cho thiệt thì tự nhiên nó hay. Dĩ dục võng tự tệ. Võng này là cái lưới. Lấy cái lưới tham dục mà tự che lấp mình. Tệ tức là che lấp. Dĩ ái cái tự phú. Chữ này là chữ ái, chữ này là chữ dục. Chữ này là chữ vóng, chữ này là chữ cái. Chữ cái này là tức là cái dù. Cái dù. Ở bên đó là dục vóng, tức là cái lưới dục. Bên là ái cái, tức là cái dù ái. Là hai cái hình ảnh. Kinh này có rất là nhiều hình ảnh. Cái lưới ái ân. Cái dù ái ân. Mình che cái dù đó. Lấy cái lưới ái ân để tự quấn vào mình. Lấy cái dù ái ân để tự che. Phú này tức là che lấp. Phú là phú tàng, là che lấp. Từ tứ phược ư ngục. Cái tứ này là phóng túng. Chứ phược này là trói lại. Từ mình phóng túng, từ mình trói mình lại. Ở trong cái một cái ngục thất. Khi mình lấy cái lưới đó lưới đó mình che lấp. Khi mình lấy cái dù đó mình phủ kín mình, thì tức là mình tự che lấp, mình tự cột mình vào trong một cái ngục tù. Như ngư nhập cú khẩu. Cú khẩu như một con cá nó đi vào miệng của cái nơm. Cái nơm là một cái đan bằng tre, một cái bẫy đan bằng tre. Đan bằng tre. Và có hai cửa vào. Đi vào thì rất là dễ, mà đi ra thì không được nữa. Con cá nó đi vào đây cái đi ra không được nữa. Đi vô thì rất là dễ, tại vì nó xuôi, đi ra thì nó chống ngược lại hai bên.
Cái này gọi là kính đơn. Cái chữ này không phải là chữ tú đâu, không phải là chữ cú đâu. Ở trong này nói là chữ gì? Này thì tứ, không phải chữ tứ đâu, chữ này là chữ cú, là bậc cú. Có khi đọc là chữ cấu, và nó có nghĩa là cái nơm. Cái chữ tứ nó viết giống giống như vậy. Nó khác, nó thiếu một cái ngàn ở đây. Thì cái này mới là tứ. Nhưng mà tứ này nó có nghĩa là cái rương màu, cái rương, cái thùng màu vuông, hình vuông. Cái thùng, cái rương màu vuông. Cũng có thể là bằng mây, nhưng mà chữ tứ này nó không phải. Đây là chữ cú, chữ cẩu. Như con cá, nó đi vào trong cái miệng có cái nơm. Như chúng ta đã nói, kinh này nó hay ở chỗ là có rất nhiều hình ảnh rất là đẹp, rất là đúng. Ở trên này nó có hình ảnh của cái lưới, đây là có cái hình ảnh của cái dù, và đây là có hình ảnh của cái nơm cá. Vì Lão Tử rất tứ, vì là bị cái già và cái chết đó, nó thăm hỏi, nó dò xét. Chữ tứ nó cũng có nghĩa là hầu hạ, đi theo, sát nút. Bị cái già và cái chết nó thăm dò, nó đi theo sát nút. Nhược độc cầu mẫu nhũ, nhược độc cầu mẫu nhũ. Nhược là giống như, độc này tức là con bò con bê, the calf. Cầu là đi tìm, mẫu nhũ là sữa mẹ. Khi mình bị lọt vào trong cái lưới ai ăn rồi thì mình cứ quanh quẩn xung quanh cái đối tượng của ai ăn, giống như một con bê nó tìm vú mẹ, nó không có đi xa được, nó quanh quẩn. Đây là một hình ảnh nữa, hình ảnh rất là hay. Ta nói thi ca thơ được làm bằng hai yếu tố, một là hình ảnh, hai là âm điệu. Kinh cũng vậy, kinh mà nhất là kệ, nó là thi ca, nó có rất là nhiều hình ảnh và âm điệu. Bị cái già và cái chết nó theo dõi, nó bám sát, nó giống như là một con bê, nó quanh quẩn, nó tìm cầu sữa mẹ. Ly dục diệt ái tích, khi nào mình thoát ly được cái ái dục thì mình mới tiêu diệt được những cái dấu vết của ái dục. Xúc vọng, lúc đó mình ra khỏi cái lưới. Xúc vọng, ra khỏi cái lưới. Giang tay xé toạc lưới ái ân là vậy nhé. Ra khỏi. Mình là chàng dũng sĩ, mình là bậc anh hùng, xé toạc lưới ái ân, ra khỏi. Giang tay xé rách lưới ái ân, vô sở tệ, là không có cái gì nó làm cho mình hệ lụy, không có gì
nó che lấp được mình nữa. Những cái xấu xa, cái tệ này là những cái tệ hại, những cái tệ hại. Những cái hệ lụy, những cái tệ hại. Khi mà mình lấy cái lưới ái ân để mình che mình, quấn vào mình, khi mà mình lấy cái dù ái ân để mình che mình, thì mình tự trói mình buông lung và mình đưa mình vào trong cái thế bị giam hãm, tù ngục, như con cá đi vào biển của cái nơm. Mình bị cái già và cái chết nó theo dõi, như là một con bê nó đi tìm cầu sữa mẹ. Chỉ khi nào lìa được ái dục thì mới xóa được những cái dấu chân, vết chân của ái dục, và lúc đó mới ra khỏi cái lưới và không còn bị hệ lụy. Không còn bị bất cứ một cái gì làm hại nữa. Để tức là làm hại nữa. Chúng ta đọc lại bản dịch, từ quấn mình trong chiếc lưới ái dục, từ che mình bằng chiếc dù ái dục, là từ trói mình trong vòng hệ lụy, như con cá từ chui vào trong một chiếc nơm, bị cái già, cái chết bắt theo và luống quẩn bên cạnh đối tượng ấy, như một con bê đi tìm bố mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi ra theo vết xe của ái, thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại nữa. Nên cái bài kệ thứ 21 này có thể coi như là cái tâm điểm của cái kinh. Đi sang bài thứ 22. Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm lớn nguyên, đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí. Con đường tận là đi cho trọn con đường, đi cho hết con đường, nửa chừng không có bỏ dở. Tận đạo đi cho hết con đường, trừ ngục phược là buông bỏ, diệt trừ những cái sợi dây ràng buộc mình vào trong chỗ ngục tù. Tại con đường mình là con đường tự do, con đường giải thoát, mình đi tìm giải thoát. Nhưng từ tự do, tại sao lại phải lấy những cái sợi dây đó từ trói mình và trói thêm một vài người khác nữa? Nhất thiết thử bị giải, tức là cởi trói, cởi trói cho tất cả cái này và cái kia. Thứ là cái này, bí là cái kia. Bới bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, thứ và bí là this and that, sự si sự la, tức là sự phân biệt kỳ thị. Cái này không phải là cái kia không phải là cái này. Cái đó là kỳ thị, discrimination. Chân lý là cái này nó nằm trong cái kia.
cái này không thể lấy ra khỏi cái kia. Cũng như là cái trái với cái phải, tuy là nó giống như đối lập với nhau, nhưng mà không có trái thì không có phải. Như cha với con á, nếu không có cha thì không có con, không có con thì không có cha. Thành ra cái sự phân biệt cái này là cái này, cái kia là cái kia. Cha chỉ có thể là cha, con có thể là con, trái chỉ có thể là trái, phải chỉ là thể là phải. Cái đó gọi là thứ bị, bi thử, là sự phân biệt, sự kỳ thị. Hiểu được, giải là hiểu được, giải là cởi trói tất cả những cái sự phân biệt bí và thử, this and that. Dĩ đắc độ biên hành đã được vượt qua biên hành. Biên tức là một bên, hành là đi, dính vào một bên. Biên hành tức là dính vào một bên. Ví dụ như là có những dòng sông mà có khúc gỗ nó trôi trên dòng sông. Và nếu cái khúc gỗ đó nó vướng vào một cái bờ, một trong hai cái bờ, thì nó đứng lại đó, nó không có đi tiếp được ra biển, không bao giờ ra biển được. Vì vậy cho nên dính vào bờ bên này cũng bị kẹt, mà dính vào bờ bên kia cũng bị kẹt. Phải ở giữa, phải đừng dính vào hai cái bên, hai bên, gọi là không có biên hành. Nó đi ở trung đạo, đi ở giữa, the middle way. Thành ra khi mà mình bị kẹt vào những cái ý niệm như là cái này và cái kia, cha với con là hai cái khác nhau, là vật thể với tâm thức là hai cái khác nhau, à, sinh và tử là hai cái khác nhau, có và không là hai cái khác nhau, thì cái đó gọi là bị kẹt. Cái này gọi là cái thấy lưỡng nguyên, cái dualistic view, cái thấy lưỡng nguyên. Ví dụ như mình có cái thấy rằng là thế giới này nó được tạo ra bởi một đấng thượng đế, và có thượng đế tạo ra thế giới, và có thế giới được thượng đế tạo ra, và mình cho hai cái đó là hai cái khác nhau, thì cái đó là biên hành, cái đó là cái thấy lưỡng nguyên. Cũng như mình nói là cha và con là hai cái thực thể khác nhau thì không có đúng, tại vì không có con thì không có cha, không có cha thì không có con. Không có con thì làm sao người kia được gọi là cha? Không có tạo vật thì làm sao mình gọi là tạo hóa? Thành cái đó gọi là biên hành. Biên hành tức là kẹt vào một trong hai bờ, biên là cái bờ. Và con đường của đạo Bụt là con đường trung đạo, là không kẹt hai bờ, gọi là con đường trung đạo. Tâm biết đâu vậy. Thì vi đại trí sĩ, cái đó mới thiệt là bậc đại sĩ, có trí tuệ lớn. Là mình tu, mình phải là phải đi con đường này, phải trở thành một bậc đại sĩ có trí tuệ lớn. Mà muốn như vậy thì là phải làm được ba cái. Thứ nhất á, là mình phải lấy những cái sợi dây đó, mình phải cởi những cái sợi dây đó, phải đi cho hết con đường. Thứ hai là mình phải đừng có kỳ thị cái này và cái kia. Thứ ba là không có bị kẹt vào cái nhìn lưỡng nguyên, dualistic view. Nhà khoa học bây giờ
bắt đầu được thấy được cái này, là cái tâm thức quan sát với là cái thế giới mình quan sát nó dính vào nhau, hai cái nó không có thể tách riêng ra được. Khi mình lấy cái tâm mình quan sát thì mình làm cho cái đối tượng quan sát nó thay đổi. Khi một cái khi một cái lượng tử, tức là cái quan tâm đó, nó không bị mình quan sát thì nó rất là tự do, nó có mặt khắp nơi. Và khi mình quan sát nó thì nó trở thành ra có cái vị trí trong không gian, trong thời gian. Và vì vậy cho nên cái đối tượng quan sát và cái tâm thức quan sát nó không phải là hai cái riêng biệt tách rời nhau mà có. Và vì vậy cho nên mình phải thoát được cái ý niệm đó. Nên khoa học bây giờ, các nhà khoa học bây giờ đang vùng vẫy trong cái lưới đó, cái lưới gọi là nhị nguyên, nhị nguyên. Anh câu này rất là sâu. Câu kinh thứ 22 này là hạt giống của là gốc rễ của giáo lý Trung Đạo. Sau này có những cái đại trí độ luận, sau này có những trung quán luận, tất cả những cái đó là đều từ những cái câu kinh này mà ra hết. Và những ý tưởng vĩ đại của Đại Thừa không phải là cái gì mới đâu, nó có sẵn trong đạo Bụt Nguyên Thủy. Rồi một cái bài kệ thứ 22 này đủ để chứng minh cho điều đó, là những cái ý tưởng lớn lao của Đại Thừa đều có hạt giống ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tần đạo trừ ngục phật nhất thiết thứ bí giải dĩ đắc độ biên hành thì vi đại trí sĩ, đi cho hết con đường diệt trừ tất cả những cái cởi bỏ tất cả những cái sợi dây ràng buộc vào mình vào địa ngục, lìa khỏi tất cả những cái phân biệt này và kia, và qua khỏi cái vừa vượt thoát cái thấy nhị nguyên, thì cái đó mới đúng là bậc đại trí, bậc đại sĩ. Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm nhị nguyên, đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí. Nếu mình kẹt vào trong chiếc lưới ái ân thì làm sao làm được mấy chuyện đó. Bài thứ 23: đừng thân cận với những kẻ đi ngược chánh pháp, cũng đừng bị lôi kéo theo con đường ái nhiệm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thứ nhị nguyên. Vật thân viễn pháp nhân, vật là đừng có, thân tức là gần gũi, chơi, kết bạn. Đừng gần gũi, đừng chơi với những người gọi là viễn pháp. Viễn pháp là những người đang đi ngược với chánh pháp, tức là những người đang có đam mê, có đang vướng mắc. Và huynh đệ nói không muốn nghe, huynh đệ giáo giới, huynh đệ nhắc nhở, không có chịu nghe, cứng đầu, cứng cái đầu, thì mình không có được gần những người như vậy. Mình gần như vậy thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Viễn pháp nhân tức là những người
đang đi ngược với chánh pháp, cũng mặc cái áo đó, cũng cái đầu đó, nhưng mà thực sự là đang đi ngược hướng. Mình không có nên chơi với những người đó, thân cận với người đó, mình sẽ bị kéo theo. Người đó sẽ nói một vài câu làm cho mình thôi thức Bồ Đề Tâm, để người đó có thêm đồng minh để đi con đường của người đó muốn. Thành ra chỉ nên thân cận với những người thực tập và giới luật và nghi cho vững chãi, có niềm vui trong thực tu học, và đừng chơi với những người mà đang đi ngược với chánh pháp. Vật thân viếng pháp nhân, ở trong chúng thế nào cũng có một hoặc hai người viễn pháp nhân, mình phải tìm cách mình giúp người đó. Nhưng mà nếu mình yếu quá thì giúp không có được, mình phải xa người, phải nhờ đại chúng giúp người đó. Dược vật vi á nhiễm, và cũng đừng có bị dính vào á dục. Nhiễm tức là nó dính vào, lây dơ, nhiễm tức là nó infected, ái tức là ái ăn, bất đoạn tam thế giả, hồi phục đọa liên hành. Nếu mà mình chưa dứt trừ được cái ý niệm về thời gian, tam thế tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, nếu mà chưa đoạn trừ được, nếu mà chưa vượt thoát được thời gian, thì hồi phục đọa biến hành thì vẫn còn bị rơi vào cái nhìn lưỡng nguyên biến hành này, cái nhìn lưỡng nguyên. Nếu mà mình chưa vượt thoát thời gian, vượt thoát ý niệm thời gian, thì mình vẫn còn bị kẹt trong cái nhìn. Chúng ta sống trong cái thế kỷ 21 này, lúc khoa học, trong khi khoa học tìm, cố gắng để tìm hiểu về cái thực tại bên ngoài, với khoa học lượng tử, với khoa thiên văn học, thì khoa học cũng muốn tìm hiểu, muốn gõ cửa. Cái cửa này là cái cửa chân lý, gọi là cửa tân chân lý tối hậu. The ultimate. Tức là cái bản môn. Tại khoa học cũng muốn biết được cái nguồn gốc, cái bản chất của thực tại, của sự sống. Và khoa thiên văn học cũng đi tìm nguyên ý của thực tại. Mà khoa vật lý học cũng vậy. Thành ra nhà khoa học đang gõ cửa bản thể học, the door of ontology, the door of metaphysics. Và nhà khoa học đang nói, vâng ơi, mở ra, Sesame, ouvre-toi. Open, Sesame. Thì theo Đạo Phật á, thì cái cửa nó mở rồi. The door of the ultimate is already open. Vấn đề là nhà khoa học có thể đi vô được hay không? Khoa học có thể có những cái đau buồn, có những cái lo lắng, có những cái sợ hãi, những cái khổ đau, nó che lấp cái tâm của nhà khoa học.
và nhất là nhà khoa học có thể đang mang nặng, cái tâm của nhà khoa học đang mang nặng những cái hành trang của những cái thấy, những cái biết. Và những cái thấy, những cái biết đó nó có màu sắc lưỡng nguyên. Nhà khoa học nếu mà chưa vượt thoát cái ý niệm thời gian đó, thì vẫn còn có cái nhìn nhị nguyên. Nhà thiên văn học đã nói tới cái hiện tượng Big Bang. Big Bang tức là cái nguyên lý của vũ trụ lúc ban đầu. Lúc ban đầu chưa có vũ trụ thì chỉ có một điểm rất là nhỏ. Nhà khoa học trong khi mà quan sát vũ trụ thì thấy các tinh hà mỗi ngày mỗi xa nhau, và thấy rõ ràng là vũ trụ đang phình ra, expansion. Mỗi ngày các tinh hà càng xa nhau và với tốc độ rất là lớn. Và các nhà khoa học đã đồng ý với nhau là vũ trụ đang được giãn ra. Và hầu như họ đồng ý với nhau là thời gian và không gian bắt đầu có từ cái giây phút nổ một cái thật lớn gọi là Big Bang. Trước đó chưa có thời gian, chưa có không gian. Bắt đầu bằng cái Big Bang thì mới có không gian và có thời gian. Đó là nhà thiên văn học. Nhà thiên văn học nói trước đó, trước khi có vũ trụ thì chưa có thời gian và không gian. Thì nhà khoa học lượng tử cũng vậy, quantum physics cũng vậy. Khi mà đi vào trong cái vô cùng nhỏ thì thấy rõ ràng là quan niệm của thời gian của mình nó không có chính xác nữa. Trong thế giới hàng ngày thì thời gian nó có một cái chiều hướng thôi, nó có mũi tên đi về một hướng thôi. Nhưng mà đi vào thế giới của lượng tử thì thấy những lượng tử có thể đi ngược lại. Và các nhà khoa học đã bắt đầu thấy rằng là một lượng tử có thể có mặt không phải là một chỗ mà có mặt tất cả các chỗ. Và các nhà khoa học đã bắt đầu thấy rõ, bắt đầu thấy được là hình như là thời gian và không gian là những sáng tạo của tâm thức. Sáng tạo của tâm thức. Thì cả khoa học vĩ mô, tức là thiên văn học, với là khoa học vi mô, tức là lượng tử học, đều công nhận rằng là cái tâm của mình nó tạo ra thời gian và không gian. Thời gian và không gian đó, là đối với vật thể với tốc độ mà có. Nếu không có vật thể, không có tốc độ thì không có khái niệm thời gian và không gian. Thì thời gian và không gian cũng là tương tức, intervene. Và vì vậy cho nên nếu nhà khoa học mà không có buông bỏ được ý niệm về thời gian và không gian thì nhà khoa học vẫn còn bị kẹt vào cái thấy lưỡng nguyên. Nhà khoa học đòi hỏi phải có một cái bắt đầu, cho nên mới đi tìm một cái gọi là Big Bang, là khúc đầu. Và nếu có cái đầu thì nó sẽ có cái đuôi. Một ngày nào đó nó sẽ có cái Big Crunch. Và tại nhà học đã bị kẹt vào cái khái niệm thời gian là một cái gì nó có thật như là một thực tại ở ngoài. Và vì vậy cho nên đòi hỏi một cái bắt đầu và một cái chung cục. Nhưng mà trong đạo Phật
thì đã từ lâu nói rằng là không có đầu, không có đuôi, vô thí, vô chung. Và ý niệm về bắt đầu cũng vậy, như chung cục là một cái gì do cái tâm thức mình sáng tạo. Không cần nói vừng ơi, mở ra, nó đã mở rồi. Cái vấn đề là mình có đi vô được hay không? Tại vì nó có hai cái chướng ngại làm cho mình đi vào cái thế giới của bản mồm không được. Cái chướng ngại thứ nhất là phiền não chướng. Phiền não chướng. Klesha. Tức là những cái vui, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thất vọng. Thì cái tâm thức của nhà khoa học cũng như là tâm thức của mình, nó có những cái phiền não như vậy. Nó che lấp. Mà nếu cái tâm mình bị che lấp bởi những phiền não đó, thì mình đi vào thế giới của bản môn không có được, đi vào cái thế giới của cái automatic không có được. Nhà bác học Einstein rất là thông minh, nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu về, tìm hiểu về đời sống cá nhân của ông, thì mình thấy ông có rất là nhiều đau khổ, nhiều khó khăn trong cái liên hệ gia đình với vợ, với con, ông ly dị rồi khổ đau. Nếu Einstein mà không có cái đó, không có những cái phiền nạp chướng đó, chắc Einstein sẽ đi xa hơn nhiều. Đó là điều thầy tin tưởng. Có thể đi xa hơn gấp đôi, gấp ba. Mình cũng vậy. Mình có thể là nhà khoa học hay là không phải là nhà khoa học. Mình có thể là nhà Phật học hay không phải là nhà Phật học. Nhưng mà nếu mình có những cái phiền não chướng đó, thì dầu cái cửa của bản môn có mở rồi, mình đi vô cũng không được. Thứ hai là sở tri chướng. Sở tri tức là những cái mình biết rồi á. Phiền não tức là những cái khổ đau của mình. Phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạn nghi ác kiến. Sở tri chướng là những cái thấy của mình, những cái hiểu của mình. Nếu mình bị kẹt, còn bị kẹt vào cái ý niệm thời gian, nếu mình còn bị kẹt với ý niệm tâm thức là khác, mà thế giới là khác. Nếu mình bị kẹt vào cái chuyện chủ thể là khác, đối tượng là khác, thượng đế tạo, tạo hóa là khác, mà tạo vật là khác, thì mình bị kẹt vào những cái thấy nhị nguyên như vậy, thì mình vẫn chưa đi vào cái thế giới của bạn mong được. Thế giới đó là thế giới Niết Bàn. Thì trong Đạo Phật á, trong Đạo Bụt á, Đức Thế Tôn chỉ cho mình cái phương pháp để diệt trừ phiền não chướng và sở tri chướng để mình có thể đi vào được. Mình không cần phải gõ cửa, mình không cần phải nói Sesam Uvra Toa. Mình chỉ cần thực tập niệm, định và tuệ. Smriti, Samadhi, Prajna. Cái này gọi là tam học. Tam học.
ba cái môn học, ba cái môn gọi là Shiksha, tức là học. Đây là khoa học của Bụt, the triple science of the Buddha. Mà cái khoa học của Bụt thì không cần phải những dụng cụ máy móc, không cần phải viễn vọng kính, không cần phải accelerator, chỉ dùng cái tâm mà thôi. Nhưng mà cái tâm mà nó thành công hay không là do mình diệt trừ được phiền não chướng và sở trì trì chướng. Một mặt á, thì những cái hành lý phiền não đặt xuống, một mặt thì những cái hành lý về ý niệm lưỡng nguyên đặt xuống, thì mình có đủ tự do mình đi vào nhà khoa học có cái tự do đó hay không. Những cái kiến thức khoa học có giúp cho những nhà khoa học đạt tới tự do không? Khoa học có thể giúp cho kỹ thuật, technology phát triển, và nhiều người trong chúng ta bị cuốn theo. Và trong khi đó thì những cái tham, giận, kiêu căng của chúng ta càng ngày nó càng lớn. Trong khi đó con đường của Bụt là nói rằng với cái tam học này, niệm, định và tuệ, thì mình gột rửa cái tâm của mình để cho phiền não chướng nó nhẹ đi. Và mình buông bỏ xuống những cái thấy, cái biết của mình, cái thấy lưỡng nguyên, cái bước lưỡng nguyên, thì mình có tự do. Tự do thì mình mới đi vào cái thế giới bản mộng được, cái ultimate được. Thì nhà khoa học chỉ có cái trí năng, cái intellect, nhưng mà cái tâm của nhà khoa học có thể đang có nặng nề bởi hai cái hành lý này. Thành ra dầu cánh cửa có mở ra rồi, xe gian đã mở ra rồi và vẫn vô không được, phải lăn quanh ở ngoài cổng thôi. Vì vậy cho nên học đạo Phật, học những cái kinh như là kinh Rohitasa, Ma Huyết Thiên Tử, học những kinh như là kinh Kalama, để thấy Bụt dạy như thế nào, làm thế nào để đi vào trong cái bản môn được. Tại vì đạo Bụt cũng là khoa học. Khoa học này khoa học tâm linh, mà dụng cụ là tâm. Mà phải mài dồi, phải dùi mài, phải làm cho nó sáng lên cái tâm thì mới đi vô được. Cho nên cái có thể là cái khóa 21 ngày sắp tới của mình sang năm á, nó sẽ có danh từ, nó sẽ có cái chủ đề là khoa học của Bụt, The Science of the Buddha. Và mình sẽ nói sự liên hệ giữa đạo Bụt và khoa học. Có thể mình sẽ mời một vài nhà khoa học lượng tử tới, nhà khoa học thiên văn tới để nói chuyện. Nhưng mà mình sẽ trình bày cái con đường của Bụt, tại vì khoa học của Bụt là khoa học của niệm định tuệ. Mà khoa học này không phải dùng trí năng không, trí năng không có đủ, cái intellect không có đủ. Trong đạo Bụt mình còn có ngoài cái intellect, ngoài cái mind consciousness, ý thức, mình còn có store consciousness. Chỉ khi nào chuyển hóa được store consciousness thì mới có đại viên cảnh trí, thì mới có thể đi vào cái ultimate được. Hôm qua có một sư cô viết thư cho thầy nói về cái nói nhiều trường, nhưng mà trong đó có đề cập tới vấn đề ân ái. Thầy đọc một đoạn nói về trường đó. Con xin thành kính tri ân sư ông đã sinh ra những thầy, những sư chú quá sức dễ thương để cho con thương. Đây là một sư cô trẻ,
Con xin thành kính tri ân sư ông đã sinh ra những thầy và những sư chú quá sức dễ thương để cho con thương. Với một tình thương trong sáng, tình hình đẹp. Đối với con, tình thương đó linh thiêng lắm và cao quý lắm. Cho nên con không bao giờ dám làm hoang ố kể từ ngày con xuất gia cho đến bây giờ. Con thấy mình được an ninh bởi sự bảo hộ của Tăng Thân. Nếu ở ngoài đời, nếu còn ở ngoài đời, có lẽ con sẽ lận đận và khổ sở lắm với cái tình thế gian đó. Thương yêu nhau mà biết thực tập giới luật và ý nghi, biết tôn kính lẫn nhau, thì tình thương ấy rất đẹp và đưa mình đi rất xa. Trịnh Công Sơn có nói, may thay trong đời ngoài tình yêu lại còn có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn là tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng mà không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu. Đây là lời của Trịnh Công Sơn. Và vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh được một cơn hôn mê sau cái đau khổ về tình yêu ngất ngư rồi, thì chính nhờ tình bạn mà sống dậy được. Vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm sinh, làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa, tưởng là hết rồi, tiêu rồi, ai giờ nhờ tình bạn mà. Đây là những cái lời của Trịnh Công Sơn ca ngợi tình bạn. Và sư cô đã trích Trịnh Công Sơn, không biết trích ở đâu. Và sư cô viết tiếp, thật vậy, tình bạn đã đưa con đi rất xa, và bây giờ tình huynh đệ còn đưa con đi xa hơn nữa. Thương nhiều người với tấm lòng rộng mở như vậy, con tin là sẽ không bao giờ len lỏi một bóng hình nào trong trái tim mình. Có người nói là nhìn vào người mình vướng mắc, quán bất tịnh thì sẽ trừ được tham dục. Riêng bản thân con thì con thực tập quán những cái thiền, cái mỹ người đó mà thôi. Bởi vì thật sự những người đó rất là đẹp và dễ thương. Làm sao con có thể quán những cái không đẹp và không dễ thương nơi những vị đó được. Con nhìn thấy quý vị đó đẹp quá, con thương quá và con không muốn cái đẹp đó bị mất đi. Lý tưởng của quý vị đang bừng cháy trong quý vị và con cũng đang và cũng đang bừng cháy trong con. Thì tại sao con lại dám làm cho ngọn lửa ấy tắt liệm đi bằng sự mê mờ thiếu sáng suốt của mình? Cũng giống như một bông hoa, chính vì nó đẹp, chính vì nó tươi mát, luôn làm đẹp cho cuộc đời, cho nên mình phải tôn trọng và trân quý nó. Nó phải ở đúng vị trí của nó thì nó mới đẹp và mọi người đều được chiêm ngưỡng. Còn nếu như thấy đẹp mà muốn chiếm làm vật riêng của mình thì tội nghiệp quá, cái đạo đẹp đó sẽ không còn tồn tại được nữa. Có nghĩ là cái khổ của một của sự nghèo đói, thiếu thốn, chắc có lẽ cũng không bằng cái khổ của một người vướng vào chiếc lưới kia. Nó có thể giết chết cuộc đời mình bằng những sợi dây nhợ đang dính vào nhau và đang luôn cả tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Càng vùng vẫy thì càng quấn quanh không tìm được lối thoát. Cái khổ này cũng giống như một người bị bệnh nan y, cho dù có thầy giỏi và có thuốc hay cũng không thể nào chữa lành. Con biết, con không biết trước được là sau này sẽ như thế nào, nhưng từ khi xuất gia cho đến nay, con thấy với con như thế là đủ lắm rồi. Và con rất hài lòng với tình thương con đang có.
tình thương đó cũng xứng đáng để cho con đi xuất gia, để cho con vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến với con đường này và để học cho được tiết thương. Thương như thế con thấy khỏe và tự do lắm. Với tình thương này con không cảm thấy có sự sợ hãi, bởi vì con thấy được sự an toàn cho con và cho những đối tượng thương yêu của con. Tình thương này rất đẹp, đã đem đến cho đời sống con sự quân bình và thấy mình đã đủ và không có gì cần phải tìm cầu rong ruổi nữa. Nếu học được nghệ thuật thương thì tình thương đó sẽ làm thăng hoa đời sống và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề để cùng nhau thực hiện chí nguyện độ sinh và phụng sự Tam Bảo. Thì cái thơ này cũng có thể được viết bởi một thầy hay một sư chú. Mình có thể, sư chú có thể viết như vậy, sửa lại một vài chữ thôi. Con xin thành kính tri ân sư ông đã sinh ra những sư cô quá sức dễ thương để cho con thương với một tình thương trong sáng, tình huynh đệ. Đối với con, nó linh thiêng, cao quý lắm. Cho nên không bao giờ con dám làm hoang ố nó để kể từ ngày con đi xuất gia cho đến bây giờ. Con thấy mình được an ninh bởi sự bảo hộ của tâm thần và sự thực hành uy nghi. Nếu ở ngoài đời, có lẽ con sẽ lần đận và khổ sở lắm với cái tình thế gian thương yêu mà trong đó có chứa đựng chất liệu của sự thực tập giới luật và uy nghi, có sự tôn kính lẫn nhau, thì tình thương ấy rất đẹp và đưa mình đi xa lắm.